đời sống miệt thứ, là ai, làm gì và ở đâu. Nhân dịp Tết cổ truyền Choi Trạch Tâm Thơ Mây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, miệt thứ thứ 11 đã thực hiện chuyến thăm hỏi và chúc Tết các hộ nghèo dân tộc Khmer tại khu phố 3 thị trấn thứ 11 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Sao khóc vậy con trai? Hả? À? Và trong chuyến đi này, miệt thứ thứ 11 đã tìm hiểu sâu sát về đời sống hiện tại của các gia đình nhằm mục đích xây dựng dữ liệu cơ sở, lên kế hoạch chương trình hành động nghĩa tình miệt thứ, cùng chung tay dựng xây cuộc sống mới, giúp đỡ tạo điều kiện công ăn việc làm để đồng bào dân tộc Khmer tại miệt thứ thoát nghèo, có một cuộc sống ấm no và đầy đủ hơn. Và chúng tôi, những người thực hiện phóng sự này, mong muốn mang lại những thông tin và hình ảnh chân thật nhất, chạm được đến lòng từ tâm của tất cả chúng ta. Hãy cùng miệt thứ thứ 11 trao tặng niềm tin, gửi gắm những nỗi niềm, giúp bà con nghèo sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Dưới sông hả? Dạ. Dăng từ khi nào chị em? Dăng hôm hôm anh. Hôm hôm hả? Dạ. Rồi ngày nào cũng dăng hay sao? Dạ, có bữa đi mặn thì khỏi dăng, bữa mặn thì dăng. Thường dăng một lần được nhiêu ký? Nhiêu nè? Nhiêu đây mà làm gì ăn? Nấu ăn chua hay mình kho vậy đó. Vậy hả? Dạ. Cũng được quá ha. Dạ. Quá thì dính cái này. Thấy ai mà tặng quà là bắt khóc à? Dạ mừng á. Mừng á. Ủa sao cụ khóc vậy em? Ở bệnh á. Bị bệnh tay biến hả? Dạ dạ, đâu có gì đâu. Tặng quà là bắt khóc. Vậy? Đứng đây. Bệnh bao lâu rồi em? Sao vậy? Trai ơi, con tên gì? Hả? À, con tên gì? Con tên gì nè? Bao nhiêu tuổi rồi? Hả? À, con đang làm gì đó? Hả? À, trả lời bác ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? Trả lời coi. Quên tuổi rồi. Quên tuổi rồi. Con tên gì? Quên tên luôn. Có quên tên luôn không trời? Hả? À, gì đó? Rồi có đi học không? Chưa đi học được. Đi đâu không được hả? Con quá đi mặn mới về nè. Chịu chịu chịu. Anh cá nha. Cái gì sao gã? Dạ. Tay trái một sao gã. Có tiền hả? Anh ơi, rồi anh có dự định cho bé đi học không? Rồi giờ mình kế hoạch mình như thế nào, dự định cụ thể như thế nào? Dự cho mà học cái bằng đó. Rồi anh hiện tại đang bằng gì? Hồ đi xuôi qua đứt ngón tay rồi. Vậy hả? Đó, trời đứt ngón tay vậy luôn hả? Rồi thì bao lâu mới lành trời? Tháng à. Tháng hả? Nhà gì nè, vợ mà. Dạ. Rồi cố gắng cho bé đi học nha. Rồi công việc hàng ngày của chị là gì? Dọn dẹp nhà cửa rồi chồng đi bán số. Dạ. Một ngày rồi thu nhập của chị với chồng chị là được bao nhiêu? Ngày có 100 mấy 200. Dạ. Gia đình mình có mấy người con chị? Có nhỏ lớn, hai đứa con gái, một đứa con trai. Rồi con gái nó bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 18. 18 rồi, có đi làm gì không em? Dạ, hiện tại con làm bán bún. Làm bán bún hả? Dạ. Còn cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì nè? Con ơi, con tên là gì? Út Đại. Út Đại hả? Rồi con đi học chưa? Con chưa. Hả? Chưa. Ôi rồi căn nhà đại đoàn kết này là của ai mà thấy đóng cửa? À của chị Ngọc, chị Ngọc đi bán giấy số phải không? À tức là cái nhà này là của chị Ngọc, hiện tại là chị đang đi bán giấy số. Con trai, con tên là gì? Bé này là bao nhiêu tuổi chị? 4 tuổi đúng không? 4 tuổi. À, hello, hello, hello con trai ơi. Ngại, đang ngại, đang ngại. Lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên tiếp xúc. Con trai ơi, con tên gì? Con tên Khang. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 11. Học lớp mấy rồi? Lớp 4. Rồi học trường nào? Trường tiểu học Bình Chánh.
Rồi, à, đi mỗi ngày là đi học không? Còn có đi giăng lưới, đi làm gì nữa không? Dạ, tối có đi bắt nhái. Đi bắt nhái hả? Dạ. Rồi tối nay có bắt không? Cho chú đi với coi. Con cũng ngán. Vì ngán hả? Sao ngán vậy? Bắt nhái vui mà. Ăn hoài. Ăn hoài hả? Dạ. Mình bắt mình đem ra chợ mình bán, mình lấy tiền, mình mua tập, mua sách, mua vợ. Nghỉ ăn đi, ăn khác đi. Được không? Không ăn. Chuyên nghiệp phải không? Rồi bây giờ con trai con có ước mơ gì không? Có mong muốn gì không? Có. Rồi nói cho nghe. Rồi bây giờ suy nghĩ xong rồi đó. Bây giờ con mong muốn làm gì? Sau này mình lớn lên mình làm gì? Làm giao thông. Làm cảnh sát giao thông. Vì sao con thích làm cảnh sát giao thông? Đúng rồi, xe ậu. Rồi như vậy thì con phải cố gắng học giỏi nha. Dạ. Rồi cố gắng học thật giỏi nè. Và phải có sức khỏe nha. Rồi khi nào rảnh phải giúp bố mẹ nghe chưa. Dạ. Ok rồi, cảm ơn con. Cái này là cái bếp của mình đó em. Dạ. Cho sao mà nóng dữ vậy? Dạ đúng rồi, nó thấp nóng lắm anh. À, còn đằng này là cái gì? Cái bồn nằm. Là cái bồn nằm của hai vợ chồng hả? Dạ. Còn nhà bên kia là dành cho ai ở? Má đó. À cho má. Rồi con trai con ngủ đâu? Ngủ đây hả? Dạ. Nóng không con? Nóng chứ. Sao mà không được, nóng muốn chết luôn. Chị, mày chị chú cửa. Hả? Mày đứng trước cửa. Đang đứng trước cửa hả? Rồi con học bài khúc nào? Nhưng nằm lại đây. Đâu con lấy vợ tập ra con chú kiểm tra coi. Ồ cái ba lô hoành tráng nha. Ba lô này mua nhiêu tiền? Dạ. Hả? Ba lô này mua nhiêu tiền? Rồi. Đây. À lớp 4 hả? Rồi. Rồi con học lớp mấy rồi? Đâu tập con đâu? Có tập không? Chưa học. Chưa học hả? Chưa học mà cũng soạn sách vở nữa hả? À. Có mà con mà, biết đâu rồi. Rồi em mình là người dân tộc Khmer. Rồi tiếng Khmer con biết không? Không biết tiếng Khmer hả? Sao vậy? Sao bố mẹ không dạy hả? À tức là ở đây từ nhỏ nên bây giờ tiếng Khmer cũng không nhớ luôn. Rồi có muốn học tiếng Khmer không? Dạ không, mà học tiếng Việt thôi phải không? Rồi. Tức là cái này mưa sao anh? Ngập lên tới nhà luôn. Ngập lên tới nhà luôn hả? Năm gọi ngập lên tới nhà luôn. Còn năm nay mới mua có mấy trận rồi chưa ngập phải không? Chưa. Rồi anh hả? Mẹ ơi, con tên gì nè? Con tên gì? Nói chú nghe coi tên gì. Con. Bà sao hết này ngồi ở dưới gốc cầu khóc vậy con? Hả? Con tên gì? Con tên gì? Nói chú nghe coi. Tên Huy. Bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu lắm. Tuổi rồi? Nó nhát lắm. Nhát quá hả? Chị. Chú tặng quà cho chị nè. Bán số gì hả? Chưa hết nữa hả chị? Cái này gì? Bán được bao nhiêu tờ rồi? Một mũ nữa hả? Bán được bao nhiêu tờ rồi? 100 tờ. Một ngày bán bao nhiêu? Một ngày có 100 à. 100 hả? Rồi kiếm được nhiêu tiền? Có 100 ngàn hả? 100 ngàn rồi bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 11 giờ tới 12 giờ chứ hết. Vậy hả? Còn cái này là cái gì đây? Là cho dễ mà ta cho. À, người ta cho hả? Ừ đúng rồi, hôm nay có một cái cửa hàng nó khai trương nó cho đúng rồi. Còn cái này chị ơi, cái này là cái gì đấy? Ba mũ giấc mũ à. À chị đi thu gom dọc đường á hả? Chưa, này chưa có. Chưa có hả? Có. Cái này là mới làm hay làm lâu rồi? Lâu rồi. Làm lâu rồi, một tháng thu nhập cái này được nhiêu? À, một tháng ít xíu à. Cười, bí mật phải không? Tôi hiểu rồi nha. Rồi, mình về nhà đi, nhà mình ở đâu? Nhà đó. À nhà chỗ không? Rồi ok. Rồi. Hôm nay Miệt Thứ được chị tên gì chị ơi? Chị tên Tuyết. Tên Tuyết, ở đây là mình là khu phố mấy chị? À, phố 3. Chị Tuyết gửi tặng cho Miệt Thứ đứa 11 một cái bầu. À, cảm ơn chị. Mình trồng này lâu chưa chị? Trồng chừng 2 tháng rồi, nó có trái rồi. Đây là nhân vật hớn hở. Vật hớn hở. Ở trồng xả rồi đó. Dạ. Trồng cho bên nhà, nhà dưới cũng có ăn. Dạ. Đỡ mua, đỡ tốn tiền. Dạ. Rồi đi bắt nhái, bắt cá đồ. Dạ, một ngày thì thu nhập mình khoảng nhiêu chị? Hả? Thu nhập mình khoảng được bao nhiêu?
ở nhà tôi bệnh rồi tôi ở không, con nó bằng nuôi luôn à. Dạ. Mà được có một thằng à. Vâng. Ôi vậy cũng mừng rồi, nói chung là vẫn đi làm được là mừng rồi. Đây được một cái bầu. Trời ơi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô rất nhiều. Bữa nay bán sao được? Đi bán vé số hả? Dạ. Bán được nhiều không? Trong ngoài tờ thôi. Một ngày được nhiêu anh? Trong ngoài ngày là bán nhiêu tờ? 100 tờ. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 7 giờ đến giấc này nè. Dạ. Rồi ok, chúc mừng ngày hôm nay hết sạch. Dạ. Chúc Tết nha, chúc dạ. Tết nha, chúc dạ. Tết nha. Năm mới vui vẻ. Sao lại có đồ ăn nữa hả? Nguyên một gỗ luôn à. Bắt gái rồi. Anh bắt hồi nào? Mới bắt hôm. Khi nào anh bắt nữa? Có mưa mới bắt được. Dạ, khi nào mưa anh bắt làm sao liên lạc với anh, em đi em quay coi. Quay trong biệt thứ thứ 11 nè. Rồi có bán không đây? Bán hả? Còn nhiêu đó. Tức là anh bán một ký bao nhiêu? Ký 60 ngàn. 60 ngàn một ký hả? Còn đây là hôm nay là cơm trưa không? Cơm sáng. Cơm sáng hả? Dạ. Hay cơm trưa chứ, bây giờ sáng rồi, bây giờ đến gần trưa rồi. Bây giờ sáng giờ mới ăn cơm. À sáng giờ mới ăn cơm hả? Rồi chị ơi, mình làm gì? Giờ mình kho sở nghệ. Kho sở nghệ hả? Rồi người Khmer thì thường là món này họ ăn sao? Thì ăn có như mình thôi. Ăn như người Việt Nam phải không? Rồi mình chuẩn bị Tết cho chị. Tết đó chị, Tết đi chùa với cúng nhà mâm vậy đó. Dạ. Dạ. Gặp chuột hết á. Chúc Tết chị nha, miệt thứ được một lần chúc Tết chị. Tết năm nay là vui vẻ. Dạ. Mà bây giờ Tết ta cũng lên cho tập trung nhiều ở chùa. Đúng rồi, dạ. Hôm nay là tình hình dịch bệnh á, dạ. Nên mình cũng hạn chế, dạ. Tập đông người. Đi chị sập cái xe ăn nha trời. Em dễ hiểu à. Ủa rồi heo bán rồi hả? Hả? Heo bán rồi hả? Có à đây. Con này là nhiêu ký rồi anh? Trăm ký, trăm rưỡi là bây giờ mình bán một ký bao nhiêu? Có là heo nuôi nái. À heo nuôi nái hả? Dạ. Cũng được quá ha. Dạ. Đất này nếu người ta đâu có ấy đâu. Là nhà này là đất là mình bắt mướn. Một năm bao nhiêu tiền anh? 5 triệu rưỡi. Dạ. Đất không nha, còn nhà thì mình cất ơn nha. Dạ. Nhưng mà mình chắc mình phải cố gắng kiếm tiền mình làm lại cái sàn đi anh ơi. Kiếm đó chứ mà ngặt nó không ra đó chứ. Phải không kiếm đâu. Cái sàn này chắc kiếm mà nó không ra. Cái sàn này mình làm lại thì bao nhiêu tiền? 3-4 triệu bạc. 3-4 triệu đúng không? Tôi xin mấy ông. Mình mỗi ngày như thế nào anh chị? Chạy chạy ôm rồi. Như vậy là anh kể cho em nghe anh làm bao nhiêu việc nè. À, nhiều lắm. Xe ôm là mấy giờ đến mấy giờ? Xe ôm thì chạy hoài vậy đó. Ai gọi là mình gọi mình chạy. Rồi em thấy là có bắt ếch nè, nhưng mà trời mưa thì mới có ếch nhảy bắt chuột. Đó là công việc của anh. Rồi công việc của chị ở nhà chăn nuôi vậy đó. Ở nhà chăn nuôi là nuôi heo nuôi gà rồi vậy thôi. Có định đi làm mướn không? Không định làm mướn. Đi làm mướn ngoài ông xã nó đi không ai coi heo nhà cửa không ai cho ăn. Cũng đi không được, tại vì nhà mình chăn nuôi là mình đi cũng không được. À, một tháng thì thu nhập của anh chị ước lượng là khoảng bao nhiêu? Có được nhiều không? Vài triệu bạc. Vài triệu bạc, rồi. Là mình đủ sống trang trải cuộc sống đúng không? Anh chị có em nào không? Có đứa em nhỏ rồi với thằng lớn đi làm cũng có tiền bạc gì đâu. Thằng lớn làm đâu chị? Nó bằng ở Bình Dương á. Bằng ở Bình Dương hả? Rồi bao lâu em về nhà? Thì mấy năm trời, có năm trời mới cần. Rồi liên lạc với nhau làm sao? Hả? Liên lạc với nhau bằng điện thoại hay như thế nào? Điện thoại. Bằng điện thoại hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh chị đã chia sẻ nha. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe và một cái Tết thật sự là vui nha. Rồi bye bye.